Chào mừng các em học sinh lớp 3 đã đến với bài giảng đạo đức tuần 28 của cô. Các em có thể chuẩn bị thêm vở bài tập đạo đức ngay bên cạnh để bắt đầu vào tiết học. Bây giờ, các em có thể kể cho cô nghe những thứ cần thiết nhất trong cuộc sống hàng ngày là gì không? À, cô nghĩ rằng các em đã suy nghĩ ra được rất là nhiều câu trả lời, chẳng hạn như nước, thức ăn, nhà ở, thuốc uống và còn nhiều thứ khác nữa. Vậy các em thử suy nghĩ xem, nếu như trong cuộc sống mà không có nước thì sẽ như thế nào? À, cô nghĩ rằng các em đã có nhiều câu trả lời đúng không nào? Nếu không có nước trong cuộc sống thì chúng ta sẽ không có nước để uống, không có nước trong sinh hoạt như là tắm nè, giặt nè, trồng trọt nè, đúng không nào? Như vậy cho thấy nước thật sự là rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mọi chúng ta. Vậy chúng ta đã biết cách sử dụng nguồn nước hợp lý và bảo vệ nguồn nước sạch hay chưa? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay các em sẽ được học đó chính là bài tiết kiệm và bảo. Và bây giờ cô mời các em bước sang hoạt động quan sát tranh ảnh. Dưới đây cô có một số tranh ảnh. Các em sẽ quan sát tranh ảnh này để thực hành bài tập 1. Mời các em đọc yêu cầu bài tập 1 với cô. Bài 1. Hãy nêu tác dụng của nước qua các bức tranh ảnh dưới đây. Con người sử dụng nước để làm gì? Các em có thể tham khảo bài tập này trong vở bài tập đạo đức trang 48. Dừng màn hình, quan sát từng bức tranh ảnh, suy nghĩ và trả lời bài tập 1. Sau đó dõi theo đáp án của cô trên đây. Và bây giờ, mời các em tham khảo câu trả lời của cô. Chúng ta sẽ đi sang từng bức tranh ảnh. Đối với bức tranh đầu tiên, đây là hình ảnh con người sử dụng nước để tắm rửa, giặt giũ, sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống. Tranh tiếp theo, đây là con người sử dụng nước để trồng trọt. Và đây là hình ảnh con người sử dụng nước để tưới cây, chăm sóc cây trồng. Và đây là hình ảnh cọn nước. Các em đã bao giờ nhìn thấy được cọn nước ở bên ngoài thực tế cuộc sống chưa? Cô nghĩ rằng sẽ có một số em đã nhìn thấy được cọn nước ở bên ngoài thực tế cuộc sống. Thế các em có biết cọn nước dùng để làm gì không? À, cọn nước dùng để đưa nguồn nước ở dưới thấp lên cao để cho con người sử dụng trong sinh hoạt và trồng trọt. Và đây là hình ảnh con người sử dụng nước để xả gạo trong cuộc sống sản xuất sinh hoạt hàng ngày. À, và đây là hình ảnh con người sử dụng nước để uống. Tiếp theo ngay đây, các em có biết được con người đang sử dụng nước để làm gì không? À, đó là dùng để trồng trọt vữa. Người ta còn gọi đó là trộn hồ, dùng trong xây dựng đấy các em ạ. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã biết được vai trò của nước rất là cần thiết trong cuộc sống con người chúng ta như thế nào. Chẳng hạn như dùng trong sinh, hoạt, chăm sóc cây trồng và trong xây dựng. Và đây, cô muốn giới thiệu thêm với các em, nước còn là nguồn tài nguyên quý giá, được dùng để chế tạo ra điện nữa đấy. Người ta gọi đó là thủy điện. Các em sẽ tìm hiểu được điều này ở các chương trình cấp học cao hơn.
Như vậy, nói tóm lại, nước là nhu cầu thiết yếu của con người, đảm bảo cho trẻ em sống và phát triển tốt. Qua đó, các em biết được nguồn nước là vô cùng quý giá đối với con người chúng ta. Vậy chúng ta đã biết cách sử dụng nguồn nước hợp lý và bảo vệ nguồn nước sạch hay chưa? Cô và các em sẽ cùng nhau đánh giá hành vi qua bài tập 2. Bài tập 2 nêu việc làm đúng trong các tranh vẽ dưới đây. Các em có thể tham khảo bài tập này trong vở bài tập trang 49. Trên đây cô có một số bức tranh. Nhiệm vụ của các em đó là quan sát từng bức tranh, nêu trong mỗi trường hợp đó là đúng hay sai, tại sao. Dừng màn hình, quan sát thật kỹ từng bức tranh, tìm ý trả lời, sau đó dõi theo đáp án của cô. Bây giờ, mời các em dõi theo đáp án của cô theo từng bức tranh. Đầu tiên, đây là hành động sai bởi vì không nên tắm cho trâu bò ngay cạnh giếng nước vì sẽ làm bẩn giếng nước, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tranh tiếp theo, đây là hành động sai bởi vì đổ rác bừa bãi ở bờ ao, bờ hồ sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Tranh tiếp theo, đây là hành động đúng vì biết bỏ vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật vào thùng rác riêng đúng nơi quy định sẽ làm giữ sạch đồng ruộng và nguồn nước không bị nhiễm độc. Và đây là hành động sai bởi vì đã làm lãng phí nguồn nước khi để nước chảy tràn ra như thế. Và đây là hành động sai bởi vì khi cho tay vào thùng nước uống như vậy sẽ làm mất vệ sinh, không biết bảo vệ nguồn nước và còn vô tình gây nhiễm bệnh cho người khác khi uống phải nguồn nước này. Vừa rồi, các em có làm đúng với đáp án mà cô vừa nêu không? Nếu bạn nào làm đúng hết những đáp án mà cô vừa nêu, tức là bạn đó đã có ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước rồi đấy. Như vậy, chúng ta biết rằng nước rất cần cho cuộc sống. Chúng ta phải sử dụng, có ý thức tiết kiệm và phải có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm. Các em có đồng ý với ý kiến của cô không nào? Bây giờ, cô mời các em cùng cô tham gia một trò chơi nhỏ mang tên phỏng vấn nhanh. Nhiệm vụ của các em đó là thực hành một bài phỏng vấn nhỏ qua yêu cầu bài tập 3. Các em có thể tham khảo bài tập này trong vở bài tập trang 50. Đó là nhận xét tình hình nước nơi em ở hiện nay bằng cách đánh dấu cộng vào ô trống phù hợp. Trên đây có 3 câu. Mỗi câu có các ý, các em sẽ chọn ý phù hợp. Chẳng hạn câu A về lượng nước sinh hoạt, các em chọn ý thiếu, thừa hay đủ dùng. Câu B về chất lượng nước, các em xem sạch hay bị ô nhiễm. Câu C về cách sử dụng nước, chúng ta xem tiết kiệm hay lãng phí, giữ gìn sạch sẽ hay làm ô nhiễm nước. Nhiệm vụ của các em là sẽ làm bài phỏng vấn này trong vòng 30 giây. Các em đã thực hành bài phỏng vấn xong chưa?
Trên đây là thực trạng tình hình nguồn nước ở một số nơi mà cô sưu tầm được. Các em thấy đây là hình ảnh nguồn nước bị ô nhiễm, đúng không nào? Và đây nữa, đây là hình ảnh nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Thế các em có biết vì sao nguồn nước lại bị ô nhiễm như thế không? À, đó chính là do phần lớn ý thức của con người. Con người xả rác bừa bãi, đổ các chất thải vào các ao, hồ, kênh, rạch, làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và bốc mùi hôi thối. Và đây là hình ảnh thiếu nước ảnh hưởng đến trồng trọt và sản xuất. Và đây nữa, đây là hình ảnh thiếu nước trầm trọng ở một số nơi. Các em nhìn kỹ vào những bức tranh này, thật là đáng thương, đúng không nào? Do đó, chúng ta phải thấy rằng chúng ta đang sống ở một địa phương và các em được học tập ở một ngôi trường có đủ nước để dùng. Các em đã thật là may mắn hơn những người trong những bức ảnh này, đúng không nào? Do đó, các em cần sử dụng nguồn nước cho thật hợp lý để mọi người đều có nước dùng. Chẳng hạn như khi các em sử dụng nước để rửa tay, khi các em sử dụng xong, các em nhớ vặn vòi nước lại và tránh làm hư hỏng các vòi nước trong hệ thống nước ở trong trường. Có như vậy thì mới không lãng phí nguồn nước. Khi uống nước, các em vặn nước cho đủ uống. Nếu cần, các em có thể vặn thêm. Các em tránh vặn tràn ra ngoài và vô tình gây lãng phí nguồn nước. Các em đã hiểu rõ và đồng ý với ý kiến của cô không nào? Vậy là qua bài học này, các em biết được rằng nước chính là tài nguyên quý giá. Nguồn nước sử dụng trong cuộc sống chỉ có hạn. Do đó, chúng ta cần phải sử dụng sao cho hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm. Trên đây, cô có một số tranh ảnh tuyên truyền về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước mà của các anh chị đã từng học lớp 3 ở lớp trước. Cô đã từng dạy, bây giờ cô có thể cho các em xem để các em tham khảo. Dựa vào những bức tranh này, ở nhà các em cũng có thể tự thực hành một bức tranh cho riêng mình về tuyên truyền tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Sau đó các em hãy tự liên hệ thực tế bản thân xung quanh cuộc sống các em. Tiết học đến đây là kết thúc. Mến chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.